sau đây sẽ là kết quả giao dịch của các sàn chứng khoán thế giới. Chứng khoán Mỹ đã khép phiên giao dịch ngày 10 tháng 12 tăng điểm, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp trong bối cảnh giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 năm và giá đô la mạnh lên. Kết thúc phiên chỉ số Dow Jones tăng 0,47%, chỉ số S&P 500 tăng 0,23% và chỉ số Nasdaq tăng 0,44%. Các chỉ số chính trên thị trường tăng điểm do nhà đầu tư dường như chắc chắn vào kết quả cuộc họp chính sách của Fed diễn ra vào ngày 15 và 16 tháng 12 tới là Fed sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ gần một thập kỷ. Toàn sàn có 6,75 tỷ cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn mức trung bình 6,95 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong vòng 20 phiên vừa qua. Mặc dù giá dầu giảm, nhưng nhóm năng lượng S&P vẫn đạt mức tăng mạnh 0,62%. Một số nhà đầu tư dường như đang tìm kiếm mua vào loại cổ phiếu này vì cho rằng giá dầu đã giảm đáy. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả doanh số bán lẻ được công bố vào cuối tuần, được xem là khởi đầu cho mùa mua sắm cuối năm. Cổ phiếu của nhãn hàng thời trang nam giới Men's Warehouse giảm 16,97%, một ngày sau khi nhà bán lẻ này cảnh báo có thể không đạt được mục tiêu lợi nhuận quý tư. Còn các thị trường chứng khoán tại châu Á thì hầu hết giảm điểm trong phiêu dịch cuối tuần, trái ngược với diễn biến tại phố Wall đêm trước. Hầu hết các nhà đầu tư đều thận trọng chờ đợi cuộc họp quan trọng của Fed vào ngày 15 và 16 tháng 12 tới. Các phiên giao dịch trừ chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 1%, cả ba thị trường Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc đều giảm từ 0,16% đến 0,7%. Giá dầu thế giới vẫn chịu sức ép do nguồn cung toàn cầu dồi dào. Nhóm năng lượng giao dịch trái chiều tại Úc, cổ phiếu Woodside Petroleum tăng 0,37% sau khi công ty tuyên bố thông qua khoản ngân sách 2 tỷ đô la để phát triển dự án ở phía tây nước Úc. Trong khi đó, cổ phiếu Santos giảm 0,28%, còn Oceans giảm 1,27%. Tại Nhật Bản, cổ phiếu Japan Petroleum không đổi. Nhóm cổ phiếu năng lượng của Trung Quốc như là China Petroleum, PetroChina và Sinopec đều giảm điểm. Ngược với xu thế chung của thị trường, chứng khoán Nhật Bản kết phiên vẫn giữ được sắc xanh. Nhóm các công ty xuất khẩu với Toyota, Honda, Sony, Canon và Mitsubishi đều tăng điểm. Trước khi đó, nhóm công nghiệp nặng diễn biến trái chiều với Kawasaki giảm 0,43%, Kinki Sario giảm 0,74%, còn Hitachi Transport tăng 0,25%, Nippon Sario tăng 0,33%. Tại thị trường Hàn Quốc, các mã lưu chip diễn biến trái chiều với hãng công nghệ điện tử Samsung Electronics tăng 0,16%, nhà sản xuất thép Bosco giảm 0,3%, nhà sản xuất xe Hyundai Motor và tập đoàn tài chính KB Financial Group giảm lần lượt 2,64% và 0,86%. Thị trường chứng khoán Úc giảm xuống mức thấp nhất kể từ một tháng. Các nhóm năng lượng, nguyên vật liệu và toàn bộ cổ phiếu lĩnh vực công nghiệp đều chịu tác động do giá cả kim loại cơ bản giảm. Nhóm các ngân hàng lớn cũng giảm điểm từ 0,15 đến 0,32%. Nhóm cổ phiếu khai khoáng không nằm ngoài xu thế này. Cổ phiếu của hai nhà khai khoáng lớn nhất Úc là Rio Tinto và BHP Billiton đóng cửa giảm 0,15 và 1,95%. Cổ phiếu của nhà khai thác sắt BC Iron giảm 25% sau khi công ty mỏ này ngưng sản xuất thành một nhà máy do điều kiện thị trường không thuận lợi. Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm điểm trước ngày chính phủ nước này công bố một loạt chỉ số kinh tế quan trọng vào thứ Bảy, trong đó có chỉ số bán lẻ, sản xuất công nghiệp, đầu tư. Nhóm chứng khoán và ngân hàng hầu hết chìm trong sắc đỏ, với CITIC Securities giảm 1%, Founder Securities giảm 1,5%, Huatai Securities giảm 0,68%. Truyền thông địa phương thông báo thêm một lãnh đạo của tập đoàn Fosun International bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về một vụ việc xảy ra cách đây 12 năm. Cổ phiếu của năm công ty tại Fosun Group đang ngừng giao dịch, còn trái phiếu của Fosun Pharmaceutical giảm khoảng 1,8%, ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Lencore tăng 8,15% sau khi công ty khai khoáng Thụy Sĩ này cho biết sẽ tiếp tục giảm nợ và công bố lợi nhuận vượt kỳ vọng. Quý vị, trong cùng một ngày, văn phòng luật sư có nhân viên là người Hồi giáo tại thủ đô Washington DC và California, Mỹ đã phải sơ tác khẩn cấp sau khi nhận được bưu phẩm với cùng một nội dung đe dọa. Theo các nhân viên của văn phòng luật sư tại thủ đô Washington DC, họ đã nhận được một bưu phẩm chứa chất bột màu trắng kèm theo dòng tin nhắn, những kẻ theo đạo Hồi phải chết một cách đau đớn cùng ngày một nhóm luật sư hồi giáo khác tại california cũng phải sơ tán vì nhận được bưu phẩm với nội dung tương tự đây là nhóm luật sư theo đạo hồi lớn nhất nước mỹ truyền thông nước này đưa tin bưu phẩm có tên người gửi là infidel cảnh sát và lính cứu hỏa ngay lập tức đã được huy động đến để tiến hành công tác sơ tán nhân viên và điều tra làm rõ vụ việc đáng chú ý là sự kiện này xảy ra chỉ ít ngày sau khi ứng cử viên tổng thống mỹ donald trump kêu gọi toàn nước mỹ tẩy chay và không cho phép người hồi giáo nhập cư vào liên bang Phong trào phản đối người Hồi giáo đang dâng cao tại Mỹ, nhất là sau khi 14 người thiệt mạng sau vụ xả súng của hai phần tử Hồi giáo tại California hồi tuần trước. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ vừa tuyên phạt hãng ô tô Fiat Chrysler 70 triệu đô la vì lỗi không báo cáo các vụ tai nạn gây thương vong suốt từ năm 2003. Cơ quan sát hạch của Mỹ cần các bản báo cáo thương vong của các hãng sản xuất ô tô để xác định những bộ phận nào của xe thường gặp lỗi dẫn đến gây tai nạn. Tuy nhiên, từ năm 2003, hãng sản xuất ô tô liên doanh của Mỹ và Ý Fiat Chrysler đã che giấu bản báo cáo này. Sau thông tin về mức phạt 70 triệu đô la, Fiat Chrysler cho biết sẽ nộp phạt và thay đổi quy trình để đảm bảo báo cáo đầy đủ. Hãng này cũng thuê thêm một hãng kiểm toán để tính toán lại tổng chi phí giải quyết vụ này. Mặt khác, chính phủ Mỹ cũng yêu cầu Fiat Chrysler nộp báo cáo về tất cả các vụ tai nạn của các dòng xe này. Thời hạn nộp báo cáo là 6 tháng sau. Hồi tháng 7, Fiat Chrysler đã bị phạt 105 triệu đô la Mỹ vì chậm trễ trong việc triệu hồi 11 triệu xe bị lỗi. Trong vòng 14 tháng qua, chính phủ Mỹ đã phạt tổng cộng 5 hãng sản xuất ô tô vì không đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ, bao gồm khoản phạt Honda ô tô 70 triệu đô la hồi tháng 1 do lỗi tương tự Fiat Chrysler, đó là che giấu 1.700 vụ thương vong từ năm 2003. Ngoài ra, các hãng khác cũng bị phạt là Ferrari NV, Triumph, Forest River và Spartan Motors. Tăng trưởng doanh thu từ bản kinh doanh online và từ thị trường Trung Quốc đã giúp cho nhà bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới là IKEA có được bản báo cáo lợi nhuận ấn tượng. Tính đến cuối tháng 8 năm nay, lợi nhuận trước thuế trong vòng 12 tháng của IKEA đạt 3,5 tỷ euro, tức tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, doanh số của IKEA cũng đạt mốc kỷ lục trong năm nay, khi mang về cho hãng bán lẻ đồ nội thất của Thụy Điển gần 32 tỷ euro. Theo IKEA, tăng trưởng doanh thu là kết quả của những chính sách giảm giá kích thích tiêu dùng và sự đầu tư cho nhiều kênh bán hàng trong thời gian qua, với số tiền đầu tư hơn 3 tỷ euro. Ngoài thị trường lớn nhất là Đức, thì trong năm nay Trung Quốc chính là thị trường phát triển nhanh nhất với mức tăng trưởng 19%. Mảng kinh doanh online cũng đem về cho IKEA doanh số ấn tượng khi tăng 35%. Hãng này định hướng sẽ tập trung đầu tư cho hình thức kinh doanh này trong thời gian tới. Hiện tại, với tổng cộng 328 cửa hàng tại 28 nước, IKEA kỳ vọng đến năm 2020, doanh thu của hãng có thể đạt 50 tỷ euro.